Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Lâu quá rồi không làm video nói chuyện chém gió với anh em. Ngày nay đang về sớm lướt lướt trên bay nhà phát hành game, thấy có cái bài viết đọc tin, công nhận là viết văn hơi bị hay nên là chia sẻ cùng xem với anh em luôn. Bài viết của bạn Phan Ngọc Linh ở trong group game nhé anh em. Bài viết này thì nói về bé Nhi 2K7. Và hiện tại như mình thấy thì là đang có cái mức kill bond gần 2B kill rồi anh em ạ. Dã man thật. Giờ anh em mình thử xem bài viết rồi nha. Sau khi rời ngũ nhạc kiếm phái, cụ thể là cả Lan Chính, nữ kiếm khách đã gia nhập ma giáo, tụ tập khoảng hơn 300 lâu la đóng quân trên đỉnh Hắc Mộng Nhai. Hàng ngày chặn cướp, thu tiền mãi lộ, khiến dân tình lâm vào tình trạng đói khổ. Trưởng môn phái Thanh Nhàn, Thanh Thành vua 3002 đã bố cáo thiên hạ, treo thưởng 100 lượng vàng, phong vạn ngô hầu cho ai đoạt được mạng của y. Sau một thời gian dài mật phục và ám sát không thành, các bộ lão đã đề xuất ý kiến nên hòa không đánh, gửi tối hậu thư vào sáng nay chiêu mộ hiện tại cho bang phái. Cho đến nay vẫn chưa thấy nữ kiếm khách có động thái gì, nhưng dự là trong kỳ đại hội võ lâm sắp tới, cụ thể là map KVK mở ra, hoặc cũng có thể là ý chỗ bài viết muốn nói là đến cái giai đoạn mà sự kiện thống đốc hùng mạnh đấy em, nhưng mà mình nghĩ là chắc là như là mấy con thống đốc mát hết rồi, cho nên là có khi là KVK thì nó sẽ là hay hơn. Hai bên sẽ giao tranh thảm sát khiến người dân vô tội càng lâm vào cảnh lầm than. Chủ một tửu điếm nằm sát chân núi Hắc Mộc Nha cho hay. Thực tế mà là chính mờ bao như thế này thì phải gọi rồi vào trong hẳn cái clan ma giáo, nãy giờ mới thấy lúc này anh em ạ. Thực tế là đối với cái tài khoản mà chính mờ bao như vậy thì gọi là bất, có nghĩa là anh em không thể áp đặt hoặc là khống chế được. Khống chế ở trong game là có nghĩa là zero hoặc là như thế nào đó, nhưng mà đây là không thể. Bởi vì sao, chính mờ bao thì làm gì còn đâu có lính đâu anh em. Chỉ nếu mà cùng lắm thì được khoảng 200-300k lính thôi, mà tầm 200-300k thì bây giờ anh em có zero cũng chả làm được cái gì hết. Cái kiểu đúng là như anh em ở trong Kingdom là bất lực ấy. Tuy nhiên là cái cách chơi này mình thấy là nó ấn tượng đấy chứ anh em. Bởi vì hình như là ở Việt Nam chưa có ai mà đạt cái mức bầu dưới 10 mờ bầu mà lên tới gần 2 BQ đúng không anh em. Nói chung là mỗi người một cách chơi thôi. Mình thì không có cái quan điểm về nhìn nhận mỗi người cách chơi như thế nào, anh em chơi như thế nào là tùy anh em. Anh em phá thống đốc cũng là tùy anh em, còn người ta zero anh em cũng là chuyện của người ta, đúng không anh em? Mỗi người một cách chơi, mà anh em lựa chọn cách chơi nào thì anh em phải chấp nhận cái cách chơi đó thế thôi. Còn cơ bản theo cái quan điểm riêng của mình thì cái game này bắt buộc anh em phải chơi theo tập thể thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giúp anh em mạnh hơn. Còn nếu mà anh em chơi theo cá nhân thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ không vui lắm. Game này chơi tập thể nó sẽ vui hơn. Tuy nhiên mình thấy cái bài viết của bạn này đọc khá là hay, khá là vui, nên cũng muốn là chém gió với anh em. Bình luận thì coi có bình luận gì hay không. Đỉnh nha. Ủa qua được 3002 luôn. Bé chủ tút ở zone 1 hay sao mà cách xa thế, coi như may mắn vì không móc. Tôi cách nó 97 km vẫn móc vài đợt, vãi đạn thiệt. Nữ khách này không thích hối lộ. À đấy, hình như là mấy con thống đốc là mát hết rồi anh em ạ. Mấy con thống đốc là mát hết rồi. Chính vậy là mình nghĩ là chắc là chỉ có quẩy KVK cho vui vậy thôi, chứ còn không có cướp thống đốc các thứ đâu. Mình nghĩ chắc thống đốc mát hết rồi. Rồi, đang lướt lướt thì thấy cái gì nữa đây anh em? Cái gì mà quá trời con man rợ level 4, 5, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là cao nhất. Rồi cái này làm sao mà tạo ạc mới xong rồi chịu hồi ra hả anh em? Cái này phải nhiều người chơi một lần thì mới chịu hồi được chứ nhà. Ảo ma Canada thật. Vụ này là sao đây anh em? Mình mấy ngày rồi không làm video cái thứ, thành ra thành người tối cổ rồi, không biết vì sao mà giảm man này. Đây là lý do mà 23 đánh mãi không hết lính. 2023, Kingdom 2023. Không lo thiếu hụt red. Wow, anh em nào biết cái vụ này là gì không?
tài bạc mới xong nó triệu hồi à, mấy mấy người chơi cùng triệu hồi một lúc. Ở đây mình thấy có bao nhiêu cái clone này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái làm sao mà triệu hồi được lắm này nhỉ? Ảo thật chứ. Hay thế nhỉ? Mình thành người tối cổ rồi. Rồi anh em, và cái bài viết cuối cùng mà mình thấy khá là ấn tượng ở trong cái nhóm nhóm game là chính là trong cái bài viết này thì bạn này có hỏi là về cái vấn đề kill bon và death, có nghĩa là cái điểm giết và gây thương nặng ở trên cái thông số cái của anh em, hoặc là cái thông số lính của anh em chết bao nhiêu lính thì được coi là tiêu chuẩn. Thực ra là trong cái game này thì cá nhân mình thấy trước giờ nó đâu có một cái khung hay là một cái tiêu chuẩn nào đó anh em, đúng không? Nó chỉ có tùy thuộc vào mỗi kingdom. Nhiều anh em hỏi mình về cái vấn đề này lắm, chính vậy mình thấy cái bài viết này. Trước mắt thì anh em mình cùng xem qua để xem anh em nói gì về cái bài viết này nhé. Ở đây thì bạn này có hỏi là qua một thời gian chơi game thì thấy chỉ số kill bon và death bon rất quan trọng, gần như là điểm tiêu chuẩn để đánh giá xét nhập cư. Cái này thì đúng, nên cho mình hỏi có khung nào tiêu chuẩn tối thiểu để có thể gọi là tốt không về tương quan bow kill death tuổi ạ. Kiểu như 100 triệu bầu 2 năm tuổi thì kill bon mới bao nhiêu mới gọi là ok. 100 triệu và 2 năm chơi game thì cái này là quan điểm cá nhân của mình nha anh em. Mọi cái mình nói trong cái khúc này đều là quan điểm cá nhân hết. Nếu như mà trả lời câu hỏi của bạn này kiểu như 100 triệu bầu và 2 năm tuổi thì kill bon bao nhiêu gọi là ổn, đối với 2 năm chơi game thì mình nghĩ từ 1 triệu 5 đến 2, từ 1B5 cho đến 2B kill bon là mình nghĩ là cực kỳ chuẩn, cực kỳ là máu chiến rồi anh em ạ. Tầm đấy. Rồi bây giờ anh em mình xem thử một số cái bình luận nha. Kill bon không liên quan tới bow lắm, nó ảnh hưởng bởi độ tuổi và độ active chịu chơi. Cái này là chuẩn nè. Đó, rất là nhiều anh em hỏi mình là một số anh em thấy mình like mấy cái ạc mà ở bên 871 bow nó hơi thấp, anh em bảo là chơi lâu rồi mà sao ạc anh bow vẫn thấp. Chẳng qua là anh em mới chơi thì anh em không rõ lắm, còn đối với những người mà người ta chơi game ra này lâu rồi ấy, thì thật ra cái bow nó không quan trọng lắm đâu. Nếu như anh em chơi lâu thì cái bow của anh em chỉ cần 80 đến 90 m là mình nghĩ như vậy là chuẩn, đủ để anh em đánh 3 đến 4 đạo đến 5 đạo. Nếu như mà anh em nào có lực hơn thì có thể đánh 5 đạo, còn không thông thường mình thấy đa phần là anh em không nạp hoặc là ít nạp thì là anh em sẽ đánh 3 đạo, thông dụng nhất ít nhất là phải 3 đạo thì nó sẽ rơi vào tầm 80 mb là được. Chủ yếu là cái kill bon ấy, như bạn này comment này, nên như cái kill bon thì nó là chuẩn, chứ còn mà bow thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. 100 mb thì phải 2B kill trở lên, cũng gần quan điểm giống như mình. Bow càng cao thì cái kill nó phải càng cao. Còn nếu như mà về cái thời gian chơi game, một cái account mà tầm khoảng 2 năm chơi game thì mình nghĩ là từ 1B5 cho đến 2B kill là mình nghĩ như vậy là cực kỳ chuẩn rồi, cực kỳ là gọi là ok đối với mình, đối với cái quan điểm của mình. Bởi vì mình đã review rất là nhiều ạc rồi và cũng đi xem khá nhiều kingdom rồi thì thấy ở cái mức kill bon như vậy là nó là cực kỳ chuẩn xác rồi anh em ạ. Gọi là bromat rồi. 110 ngày tuổi 40 kill bon này mà anh em mới chơi. Tôi là người đơn giản, tôi thấy kill bon thấp hơn tôi thì tôi gọi họ là farmer. Điểm chết thì tương đối, cái này là đúng. Bởi vì cái điểm chết thì thực ra nếu mà anh em có lực để đánh on field nhiều thì anh em cũng không cần phải chết nhiều. Nếu như anh em không có lực để đánh on field và không thể lấy được kill bon nhiều thì anh em mới chuyển sang cái hình thức khác gọi là death lính thay cho kill bon đấy anh em. Một số anh em ví dụ không có thời gian để đánh on field các thứ, anh em không nạp nhiều, anh em cũng không có thời gian để đánh world nhiều, phải có thời gian đánh world nhiều anh em mới có thể kiếm được nhiều kill bon. Thế nên là một số anh em sẽ lựa chọn là thay vì đánh kill bon nhiều thì anh em sẽ lựa chọn death lính. Thông thường thì những kingdom họ sẽ chấp nhận một là lấy nhiều kill bon, hai là anh em có thể lựa chọn sang cái trường hợp thứ hai là death lính. Death thì nó nhanh hơn, anh em chơi game ví dụ kingdom mở đều rồi các thứ, anh em chỉ cần canh 1-2 tiếng đồng hồ để nhồi lính là anh em cũng có thể là đạt đủ death, gọi là đủ cái tiêu chuẩn để không bị đuổi khỏi kingdom hoặc là bị zero cái thứ ấy, kiểu vậy anh em. Ạc 100 mờ bao cũng chơi lão luyện rồi nên là 3-4 BQ. Death 15-20 m.
cái này nó cũng tùy thuộc vào cái thời gian chơi nó. À, 100 MB bao, ví dụ anh em người ta mới chơi thì nó cũng khó nói lắm, nhưng nếu mà chơi lâu rồi tầm trên 1k ngày thì tầm phải tầm trên 3B trở lên, 100 MB bao phải 3B trở lên, đúng như như bạn này comment là mình thấy ok nè, hợp lý đúng với cái ý của mình. Cái tiêu chuẩn đó tùy kinh đom, tùy kinh chơi ship nào. Ở kinh đom chơi ship D thì 100 MB bao 1B tiêu diệt là ok. Không, cái này mình nghĩ chắc phải hơn ship D, nhưng mà 100 MB bao cũng phải tầm khoảng đêm như mình nói rồi ấy. Ví dụ mà cái account mà trên 1B 1K ngày ấy, thì nó phải tầm khoảng, kể cả ship D cũng phải trên 2BQ mình thấy nó mới ổn được, tầm khoảng B5 đến 2B. Nhưng mà mình thấy cái comment này đúng nè, còn ship A thì vứt, đúng rồi, ship A thì phải càng cao, phải cao hơn rất là nhiều. Nên mọi chém gió trên Facebook chỉ là để tham khảo thôi. Cái này là chuẩn nè anh em. Cái tiêu chuẩn nó phụ thuộc vào mỗi kingdom như mình đã nói lúc đầu rồi đấy. 100 ngày tốc độ phát triển như sau. Bot, Mid Spender, Loud Spender, F2B không nè. Tăng 200, Dead 500k. 100 ngày. 1000 ngày là 5B. Ôi, 1000 ngày 5BQ. Làm sao mà 1000 ngày 5BQ được anh em? Nếu mà không nạp. Anh em mình chỉ chú trọng tới cái dòng, mình chỉ chú trọng tới cái dòng này thôi, F2B không nạp nè. F2B không nạp 1000 ngày mà 5B. Không thể anh em ạ, khó lắm. Nếu mà đã nói về cái câu trả lời câu hỏi của anh em thì anh em mình nghĩ là nên trả lời theo cái số đông, chứ đừng nhìn vào một cá nhân nào đó, một hai người nào đó mà bảo là những người chơi khác đánh đồng những người chơi khác là phải đạt được cái mức kill bond đó mới gọi là chuẩn. Chứ còn 1000 ngày mà 5BQ thì no hope lắm anh em ạ. Cái này nó dành cho những người nạp thì mới được, nhưng không nạp khó lắm. Không nạp vẫn có người đánh được chứ không phải là không được, nhưng mà cái số đông là sẽ không được. Ví dụ 100 người chơi thì khoảng 5, 10, 15 người chơi được, còn cái số đông còn lại là sẽ không được. Đó, nó kiểu vậy. Tính như bàn thì trả được mấy chiến binh toàn farmer cả. Đúng rồi, chính xác. Nếu mà tính như vậy thì ngay kể cả 18, 18 farmer đầy luôn. Bên 18 hạt 1k ngày mình thấy khá nhiều. Vẫn còn những người có kill bond dưới 5B này mà. Tính như vậy thì nó cao quá. Tính cái này thì dành cho những anh em mà nạp ấy. Tính dành cho những người chơi nạp ở cái dòng này thì được nè. Mình nghĩ là chắc bạn hỏi cái dòng này nè, Mew Spender hoặc là Loud Spender thứ thì mình nghĩ là chắc mặt may. Chứ còn mà F2B không nạp khó lắm. Vẫn làm được nhưng mà nó khó nè mà. 1k ngày 5B khó chắc. Như mình là mình thì không nạp, nạp ít. Nói chung nó chả đáng bao nhiêu gì game tháng được thử thôi. Nhưng mà nói chung là mình bỏ khá nhiều thời gian mình đánh. Trong khi đó mình đã lựa chọn một cái CD đánh rất là dễ dàng rồi mà cũng không thể được 5BQ này mà. Nói chung là nó khó lắm, không phải dễ. Nằm trong top 15, 25 kill KVK của Kingdom. Nằm top này cũng khó nè. Nói chung là nó không có một cái tiêu chuẩn nào hết. Ok, mình thấy cái bài viết cũng khá là hay và nó cũng liên quan đến rất là nhiều câu hỏi của những anh em hay hỏi về cái kill bond với lại death. Thì mình cũng sẽ có một cái phản hồi cá nhân cũng giống như một số cái bình luận mà mình vừa chú trọng lúc nãy. Có nghĩa là theo quan điểm cá nhân của mình thì là cái kill bond nó sẽ không ảnh hưởng, nó không sẽ có không có một cái chuẩn chỉ nào nhất định hết này mà. Nó sẽ phụ thuộc vào, tùy vào vương quốc như các bạn đã comment, tùy vào cái shit anh em đánh shit nào cái thứ nữa thì nó sẽ có những cái chuẩn về kill bond cái thứ. Còn nếu như mà để tham khảo vào cái mức trung bình của những người chơi game Rise hoặc Kingdom này, để cái mức kill bond anh em có thể tham khảo thì mình nghĩ nó sẽ là như thế này. Ở trong cái giai đoạn 1 năm đầu tiên chơi game, có nghĩa là K1, K2, K3 thì anh em nếu được anh em có thể kiếm từ 300 MQ bond cho đến 500 MQ bond là mình nghĩ khá là ok rồi. Tại vì sao nó từ 300 đến 500? Bởi vì ở trong cái giai đoạn đó, K1, K2, K3 là trong cái giai đoạn ở đây mình đang nói tới vấn đề những anh em chơi không nạp hoặc là nạp ít nha. Thì là ở trong cái giai đoạn K1, K2, K3 hầu hết tăng tốc, tài nguyên anh em đều dùng cho nâng công nghệ, nâng nhà. Chính vì vậy là anh em sẽ không có nhiều tăng tốc, nhiều red, chưa kể là tướng tá và gear của anh em
nó sẽ không được hoàn thiện. Anh em giỏi lắm thì anh em chỉ build được một đạo để đánh thôi, một đạo gọi là chuẩn, chưa tính là VIP các thứ nữa. Thế nên là nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến cái việc là anh em tăng kill bond rất là chậm ở cái giai đoạn 1 năm chơi game đầu tiên. Sang cái năm thứ hai, cái năm thứ hai là 300 ngày đổ đi, là lúc đấy là anh em chơi chân phạt. Thì đến cái này thì anh em có khả năng là anh em sẽ đánh được hai đạo rồi, hai đạo về lâu, càng về lâu thì anh em sẽ đánh được ba đạo. Thì trong cái giai đoạn này thì anh em sẽ, trong cái năm thứ hai thì là anh em sẽ kiếm được, mình nghĩ là tầm khoảng trên một BQ bond là quá chuẩn, trên một BQ bond là chuẩn. Vậy thì 3 năm thì như thế nào, cái à, tầm 3 năm thì như thế nào đó, thì anh em cứ nhân lên mà tầm 3 năm thì mình nghĩ là anh em mà đã chơi 3 năm thì phải cứ phải trên 2B hoặc là 3BQ các thứ vân vân, đó nó sẽ tầm đấy. Tuy nhiên là như anh em nãy giờ đọc comment anh em cũng thấy rồi, nó phụ thuộc vào từng kingdom, phụ thuộc vào cái seed anh em chơi các thứ, phụ thuộc vào cái bow của anh em. Có nghĩa bow anh em càng to thì cái kill bond của anh em càng to, còn nếu bow anh em nhỏ thì cái kill bond của anh em nhỏ. Mình nghĩ vậy, nó sẽ không ảnh hưởng đến độ tuổi nhiều nếu như cái bow của anh em thấp, bởi vì cái bow anh em thấp nhiều ở một số kingdom nó sẽ không quan trọng lắm cái bow của anh em nếu như quá thấp. Về quá thấp thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái xếp hạng của kingdom. Đó, nó là như vậy. Còn không biết anh em nghĩ sao về cái nhận định của những anh em comment ở trong cái bài viết này, cũng như là cái câu hỏi của các bạn hỏi này, thì anh em cũng có thể comment ở video. Như vậy là ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã tham khảo ba cái mục chính ở trong cái bài viết mà mình thấy khá là thú vị. Thì nếu như anh em có bất kể một cái chia sẻ nào thì cũng có thể chia sẻ dưới video luôn nhé. Bye bye và hẹn gặp anh em những video lần sau nhé.